Chào các bác nhá. Trời lại đổ mưa rồi. Vừa tiếp tục với video ngày hôm nay thì em lại test một con máy. Con này thì em đã bán rồi, nhưng tuy nhiên thì em là để em là test lên để cho bác khách xem, cũng như là em tiện đây thì làm video luôn để cho các bác là em vẫn bán hàng đều. Đấy. Thì con này thì là con mặt gồ, màu rất là đặc biệt, đó là màu cà phê. Đấy, chứ không phải màu trắng nha các bác. Đấy, con này chạy rất khỏe luôn. Đấy. Đây. Nó là độ ẩm này tương đối là cao. Nó phải đến ngoài 90%. Đấy, cái hồi lúc nãy ấy, tức là cách đây độ khoảng 5 phút thôi là cái làn nhà của em này là nó ướt sũng luôn. Bởi vì em cứ đi lại ở bên ngoài, đây là ngoài cửa nhà em ấy, đi lại nhiều. Tức là ngoài trời mưa thì cái làn này ướt sũng mà chạy trong vòng 5 đến 7 phút nữa. Cái làn bác thấy ráo hẳn, chắc cũng chỉ còn 2 3 phút nữa có thể cái làn này sẽ khô luôn. Đấy, con này rất là đẹp, của dòng Panasonic, điều hòa hai chiều nóng lạnh. Đấy. Mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Con này đầy đủ tính năng Eco Nano khử khuẩn này, cảm biến thân nhiệt. Đấy. Đây của dòng mặt gồ, rồi Pana mặt gồ nhé, chạy cực khỏe luôn. Đấy, cho xem là dòng nhé, em cho bác xem dòng. À, 4A. 4A thì nhân với điện 220, khoảng 800W. Còn áp ga các bác xem này. Ôi giời, con này ga đã ok nhá. Đấy. Về dòng thì ngày hôm nay thì nó không tăng hết tua. Nó phải, nếu mà như con này về cái mùa hè năm tép, nó ở nhiệt độ khoảng độ tầm ngoài 32-33 độ trở lên ý các bạn, thì dòng con này nó không phải, nó phải tầm đến 89A luôn. Đấy, 9A luôn. Bởi vì nuôi nó sẽ chạy hết maximum. Như với thời tiết ngày hôm nay thì nó không thể chạy được, bởi vì nó vẫn là độ tầm chỉ nhiệt độ ngoài trời bây giờ khoảng 22-23 độ. Đấy. Đấy, như mới con này thì ngày hôm nay thì nó chỉ tăng được gần đấy thôi. Đấy, con xe các bác xem này, nước quá nhiều luôn. Đấy, nước chảy như thao cống các bác nhìn này, không phải giò giọt như thường ngày nữa. Và lại con này thì nó sẽ chạy khỏe, cho nên là nước ra khá là nhiều. Chưa đầy 10 phút mà đã được từng này nước các bác thấy này. Đấy, nó, bởi vì nó hút hết cái làn nhà hồi lúc nãy em nó ướt ở đây. Đấy, đùa các bác nhìn này, đấy, mồ hôi nước khá là nhiều luôn. Đấy, đây đằng sau đấy. Đấy, đằng sau đấy, đây là nóng rồi xem này, là nó màu xanh thì nhiều bác cứ bảo xanh hay mình trắng, thì em, đối với em thì xanh hay trắng cũng quan trọng không nhé, quan trọng nhất là vẫn là cái chất hàng thôi. Đó. Chất hàng ok, dàn xanh thì nó chỉ là nó mạ lên một cái lớp, còn của nó là vẫn là nhôm màu trắng. Đấy, con này mặt gồ đấy, thì con này đã hoàn chỉnh rồi. Con này thì một bác khách tiếp tục ở dưới Hưng Yên ủng hộ hàng của em khá là nhiều, tiếp tục lại ủng hộ em bao những con mặt gồ mặt đẹp, những con đẹp bác ấy đặt hàng và về bao nhiêu là bác ấy lấy bấy nhiêu. Bác ấy có 3 cái nhà đấy, cho nên là bác rất mê đồ Nhật, cho nên là sử dụng của em khá là nhiều sản phẩm. Tới đây còn phải lấy máy giặt đấy. Điều hòa lấy của em gần chục con này, tới đây thì lấy máy giặt nữa, bởi vì bác này bác ấy cũng làm kinh doanh, cho nên là và có một cái điểm chung đó là bác rất mê những cái đồ nội địa Nhật. Rồi, con này thì em đã hoàn chỉnh. Vậy bác nào quan tâm với điều hòa thì các bác có thể đặt hàng, liên hệ với em để đặt hàng những con theo nhu cầu của mình, phong của mình.
và phù hợp với công suất. Hoặc các bác có thể chưa biết được nên lắp phòng nào thì các bác có thể gọi điện trực tiếp trên số của em, số điện thoại đó là 0986476084. Em đăng ở trên tất cả những cái video em đều có số điện thoại trên đấy. Đấy, vậy anh em nào quan tâm về điều hòa để phục vụ cho mùa hè năm nay thì có thể liên hệ qua số điện thoại, hoặc các bác có thể trực tiếp đến nhà em, địa điểm nhà em đây. Đấy, em có hai nhà, bên này là kho hàng và bây giờ em cũng ở luôn bên này. Còn nhà em chính là bên 94, bên này là 90, bên này em cách một nhà này. Đấy, nhà bên kia. Đấy, thì các bác có thể ở qua con phố này, 90 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Nhà em rất đường đi lối lại rất là tiện để các bác có thể giao dịch được. Những bác nào gần bán kính 50-70 km thì các bác có điều kiện đi lại, hoặc là các bác có thể muốn đến tận nơi, gọi là đích mục sở thị để xem tận nơi. Đây là những bác nào đã chưa mua hàng. Còn em nói thật với các bác là em bán rất nhiều những các bác ở tỉnh lẻ, hoặc là những khu từ miền trong Tây Ninh, Cần Thơ hoặc là Bến Tre. Đấy, các bác không có ra được như các bác ở trong đấy, em mua bán với tất cả các bác anh chị ở miền Nam rất là dễ. Bởi vì em thì người ngoài Bắc thật, nhưng em cũng đã từng đi vào trong miền trong, sinh sống ở trong miền Nam, Bình Dương có một thời gian lúc em còn là thanh thiếu niên. Em đang đó sống gần 2 năm đó nên là em biết cách sống của người miền Nam. Đó là rất là phóng khoáng và tuy nhiên thì họ rất là thật, chân thành. Và em cũng muốn cái sự chân thành đấy, em muốn học hỏi lại và về tại đất Bắc em sinh sống, và em cũng muốn truyền tải lại với tất cả mọi người rằng là chỉ khi nào chúng ta làm thật, là người thật, con người thật, việc thật và hàng thật thì chúng ta mới tồn tại được. Đấy là phương châm của em nhé, tức là luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Cách bán hàng của em cũng thế, cho nên là tất cả những cái sản phẩm em bán ra đều là những cái sản phẩm được em chọn lựa. Tuy rằng ví dụ như có những cái sản phẩm mà các bác ưng ý nhưng chưa chắc em đã ưng ý. Đấy là em một điều là nói buổi tối ngày hôm nay. Cho vậy nên là bác nào mà quan tâm với hàng của em, các bác bởi vì các bác đã từng mua hàng rồi thì các bác có thể biết được, nhận được hàng của em. Khi đó các bác sẽ đánh giá được. Đấy, còn anh em nào chưa tin tưởng thì các bác có thể nên đến trực tiếp. Ưng cái gì mua cái đấy, ưng máy nào mua máy đấy. Đấy. Rồi, buổi tối em xin dừng video ngắn tại đây. Đấy, con máy này thì các bác đã chuyển khoản 100% rồi. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.